Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc món ngon dễ làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu hải sản nấu mắm, một món lẩu ăn rất là ngon, cách nấu thì cũng rất là đơn giản lắm luôn. Món này á quý vị, nhâm nhi thì khỏi phải nói rất là ngon tuyệt vời lắm luôn. Rồi các nguyên liệu chính của mình thì gồm có, hôm nay mình sử dụng tới 700g bạch tuộc nghe quý vị. Chỉ hai con thôi mà nó rất là to. Rồi mình sẽ sơ chế các con bạch tuộc này luôn. Rồi một à, dĩa tôm dĩa tôm này thì à, 500 g tôm thì mình đã rửa qua nước muối lỏng rồi tương tự thì à, nửa ký nhiêu mình cũng đã rửa qua nước muối lỏng luôn rồi tỏi hành tím ớt nước dừa tươi thì mình sử dụng một lít nước dừa tươi nghe quý vị rồi khóm nè rau ăn kèm thì rau má nè rồi bông điên điển nè và rau nhút mắm thì à, có mắm cá linh và cá sặc cùng một số gia vị thông thường nữa rồi, trước tiên quý vị, thì mình sẽ bỏ đi cái phần cứng ngay chính giữa nè của con bạch tuộc á. Rồi, mình cắt cái phần dưới nè, mình bỏ hết cái phần nội tạng của con bạch tuộc nha quý vị. Đó, cái phần này nè. Mình bỏ hết luôn. Phần sơ chế con bạch tuộc thì nó cũng rất là đơn giản. Đó cái phần dư dư ra nè, mình cũng cắt bỏ luôn nha quý vị. Rồi, hai con mắt của con bạch tuộc á thì mình cũng uh, cắt bỏ luôn. Tương tự thì con bạch tuộc còn lại mình cũng uh, sơ chế như vậy luôn nha quý vị. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho một muỗng canh muối bọt vào. Rồi, ru trắng thì mình cho cũng khoảng uh, hơn một muỗng canh ru trắng vào. Rồi sau đó mình uh, đảo đều lên. Bạch tuộc thì mình chỉ uh, sơ chế uh, như vậy là đã được rồi nha quý vị. Rồi sau đó mình rửa lại với nước lạnh cho nó thật là sạch. Đó, đây là hai con bạch tuộc nè, mình đã rửa lại nó rất là sạch rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác nha quý vị. Rồi. Các tép à, tỏi và hành tím á, mình để cho nó dập dập là được rồi. Hôm nay mình nấu lẩu cho nên mình không cần phải băm à, nhuyễn ra nha quý vị. Mình để cho nó dập dập thôi. Rồi, trái ớt không cay á, mình cũng sắc à, xéo à, xéo như vậy nè, để khi nào mà món à, lẩu hải sản nó mắm mình chỉnh á thì mình sẽ cho vào để mình trang trí cho nó đẹp mắt thôi. Còn cái phần xả cây quý vị thì mình sắc mỏng mỏng ra. Các à, món lẩu mà nấu mắm á quý vị thì phải có à, xả nhiều nhiều nó mới ngon nha quý vị. Khóm á quý vị thì mình cũng sắc à, phanh phanh ra. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo nước lên, mình cho mắm cá linh vào. Rồi sau đó thì mình sẽ uh, cho mắm cá sặc vào Mắm cá linh và mắm cá sặc không quý vị Thì mình nấu hơn 100g nha quý vị Đó mình nấu đến khi nào mà nó rã rời rụt ra hết là được nha quý vị Đó sau thời gian nãy giờ mình nấu á Tầm cũng khoảng hơn 15 phút rồi Bây giờ mắm á nó cũng đã rã rời ra hết rồi Đó vì hai cái phần chỉ còn lại những cái phần uh, xương của cá thôi Rồi bây giờ mình sẽ uh, cho vào cái khay để mình uh, lượt ra chủ yếu là mình lấy cái phần nước mắm hơn nha quý vị còn cái phần xương này thì mình sẽ bỏ đi rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên đó quý vị thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi trong lúc phi thì mình sẽ đảo đều lên mình phi tầm cũng khoảng 30 giây thôi rồi mình sẽ cho phần xả mình sắc nhỏ nhỏ ra đó quý vị mình cho vào rồi tiếp tục mình đảo đều lên và wow, sau một hồi phi đó quý vị tỏi hành tím xả nè như vậy cái à, mùi thơm lên như vậy là được rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần à, mắm vào nãy mình đã à, lượt bỏ hết cái phần xương rồi đó quý vị rồi nước dừa thì mình sẽ cho hết vào luôn một lít nước dừa và khoảng à, nửa lít à, nước mà mình nóng ấm đó quý vị tổng à, cái nước lẩu của mình thì khoảng một lít rưỡi nha quý vị rồi mình cho vào hơn nửa muỗng cà phê bột ngọt một muỗng cà phê hạt nêm còn đường cát đó quý vị mình cho ba muỗng cà phê đường cát vào mình nấu nước dừa nên nó đã ngọt ngọt sẵn rồi chủ yếu là mình cho đường nè bột ngọt ha còn hạt niêm thì mình cho vào một ít nữa đó, mình đảo đều lên cho các gia vị nó tan ra hết luôn nha quý vị và trong lúc nấu quý vị nó lên cái phần bọt rất là nhiều thì mình sẽ lấy vá mình dớt bỏ cái phần bọt này hết luôn nha quý vị bọt lên bao nhiêu mình dớt bỏ hết luôn để cho nước lẩu của mình nó sẽ được ngon hơn nha quý vị Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho khóm vào Mình nấu Lẩu mắm thì phải có khóm nữa Nó mới ngon nha quý vị Rồi mình sẽ cho các trái ớt hiểm vào Nấu cho nó cay cay cho nó ngon Và sau nãy giờ mình nấu Thêm tầm cũng khoảng 4-5 phút rồi Bây giờ thì mình sẽ niêm nếm lại và bây giờ nó cũng vừa ăn rồi thì mình sẽ cho nhiều vào trước nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho các con tôm vào. Mình biêu cho nên mình sẽ cho hết vào trong chảo lẩu luôn nha quý vị. Nếu mà nhà mình nấu ăn á thì mình sẽ cho từ từ vào, mình ăn tới đâu mình nhúng vào tới đó thì nó sẽ rất là ngon nha quý vị. Rồi, cái phần rau nhút nè, mình cho một ít vào, mình tượng chưng thôi. rồi tiếp đến thì mình sẽ cho rau má nè, lẩu mắm mà có rau nhút nè, rau má nè, rồi bông điên điển nữa thì khỏi phải nói rất là ngon tuyệt vời lắm. rồi bông điên điển mình cho một ít vào, bởi vì hay cho lẩu mình rất là hấp dẫn luôn. rồi nấm kim chầm đó cái gì mình sẽ cho vào. Nguyên gỗ này tới 200 g mình cho một ít thôi Rồi mình sẽ nhúng vào Khi mà mình ăn tới đâu mình nhúng vào tới đó Rồi hết bò thì mình cũng cho Vài miếng vào để tượng trưng thôi Và các lá ớt không cay quý vị Mình sẽ cho vào để mình Trang trí cho nó đẹp nha quý vị Và bây giờ mình Quay cận nữa nè, quý vị thấy Nguyên chảo lẩu hải sản nè Nấu mắm rất là hấp dẫn lắm luôn Đó, thơm ngon tuyệt vời Và bây giờ mình Sẽ nhắc xuống bếp ga Rồi mình Dùng nghe quý vị Món này vào những ngày trời mưa Vào những ngày trời xe xe lạnh Mà có món lẩu hải sản nấu mắm Thì khỏi phải nói rất là ngon tuyệt vời Bạch tuộc nè Giòn sực sực ngon lắm Rồi các con tôm nữa Rồi nghiêu nè rồi thịt bò nữa rồi nấm kim châm nữa rồi các loại rau ăn kèm mà. cũng rất là đơn giản nhưng mà ngon lắm nghe quý vị nhốt nè bông điên điển nè hải sản còn à, nhiều nè rất là nhiều rồi tôm cũng rất là nhiều đó. rồi thịt bò nữa đó, đây là thành phẩm của mình đó quý vị rồi hữu quốc món ngon dễ làm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.